Tôi cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần nội dung chi tiết. Hội đồng xét xử đã tuyên đọc bản án dành cho các bị cáo trong vụ án vạn thành phát, ngân hàng SCB và các bên liên quan. Ngoài tội tử hình Trương Mỹ Lan bị buộc bồi hoàn 673.849 tỷ đồng cho ngân hàng SCB phải nộp gần 674 tỷ đồng tiền án phí sơ thẩm dân sự. Các tài sản liên quan vụ án bị kê biên sẽ được xử lý theo quy định để khấu trừ vào nghĩa vụ của Trương Mỹ Lan trong vụ án. Tại tòa, hội đồng xét xử cũng thông báo theo quy định, Trương Mỹ Lan có thời hạn 7 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực để gửi đơn ân giảm lên chủ tịch nước. Trong những phiên xét xử trước đó, bà Lan liên tục khẳng định bản thân và gia đình hoàn toàn có khả năng về tài chính để khắc phục hậu quả vụ án. Cùng với những lời khẳng định này, Trương Mỹ Lan cho biết có thể cung cấp danh sách hơn chục bất động sản có giá trị cao. Ngoài ra bà Lan còn hé lộ nhiều người đang nợ tiền bà. Liệu với lời khẳng định tiềm lực tài chính có thể khắc phục hậu quả của vụ án, bà Trương Mỹ Lan có gửi đơn xin ân giảm hay không? Trong khi đó, hội đồng xét xử kiến nghị cơ quan điều tra xác minh làm rõ dòng tiền 108.878 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ để có cơ sở thu hồi khắc phục hậu quả đồng thời làm rõ các sai phạm có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Về số tiền nêu trên, theo hồ sơ, đây là số tiền được tài xế của bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát, chở từ SCB về tầng hầm B1 của tòa nhà Sherwood, 127 Baxter, quận 3, là tòa nhà Vạn Thịnh Phát. Số tiền trên được bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng để trả nợ tiền mua các bất động sản, mua cổ phần các dự án và sử dụng vào các mục đích cá nhân khác. Trong quá trình giải quyết vụ án, Hội đồng xét xử thu thập sổ tay ghi chép của các trợ lý bị cáo Trương Mỹ Lan cho thấy số tiền 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ trở về tòa nhà bằng Thịnh Phát, không chỉ từ SCB mà còn nguồn gốc trái phiếu. Do đó, Hội đồng xét xử đề nghị Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, tiếp tục làm rõ sai phạm quanh số tiền này nếu có, để làm căn cứ giải quyết trong giai đoạn 2. Ngoài ra, hội đồng xét xử cũng đã đưa ra các dẫn chứng cho thấy thực chất bà Lan không có nhiều tài sản như lời nói. 95% số tài sản có được sau khi rút ruột SCB. Theo tòa, bị cáo Trương Mỹ Lan lấy tiền từ SCB đầu tư chuyển nhượng nhiều dự án đang bị kê biên, không có hồ sơ pháp lý rõ ràng. Do đó, hội đồng xét xử cũng kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ số bất động sản dự án liên quan bị cáo Trương Mỹ Lan chưa được giải quyết trong vụ án để xác định đúng bản chất xử lý theo quy định của pháp luật đảm bảo việc kê biên khắc phục hậu quả. Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố và tạm giam bị can Trần Mạnh Hùng, sinh năm 1980, trú tại Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng, về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, quy định tại khoản 3 điều 295 bộ luật hình sự năm 2015. Dưới góc độ pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng sẽ làm rõ việc khởi động máy, bảo dưỡng sửa chữa có đúng quy trình, quy định về an toàn lao động hay không, trách nhiệm trong quản lý, vận hành thuộc về ai. Nếu kết quả điều tra cho thấy quy trình bảo quản, sửa chữa máy móc này không đảm bảo an toàn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng mà người vi phạm quy định còn sống thì sẽ xem xét xử lý hình sự người này về tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Theo quy định tại điều 295 Bộ luật hình sự, với hậu quả 7 người tử vong, hình phạt có thể tới 12 năm tù. Còn theo luật sư Nguyễn Thụy Hân, các cơ quan chức năng vẫn đang giáo giết điều tra nguyên nhân vì sao xảy ra tai nạn. Vấn đề nằm ở việc khởi động máy hay bảo dưỡng sửa chữa có đúng quy trình quy định về an toàn lao động hay do sự bất cẩn mang tính chủ quan, dù là trường hợp nào, người vi phạm quy định hoàn toàn có thể truy cứu hình sự lên đến 12 năm tù. Đề cập tới trách nhiệm của doanh nghiệp khi người lao động bị tai nạn, luật sư Nguyễn Thụy Hân cho biết, căn cứ điều 295 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung 2017 quy định về tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người như sau: Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 100 triệu đồng. Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, làm chết người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của người này từ 61% đến 121%, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm, làm chết hai người, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%, gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu đồng đến dưới 1.500 tỷ đồng là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người, phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 6 năm đến 12 năm, làm chết 3 người trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 3 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên, gây thiệt hại về tài sản 1.500 tỷ đồng trở lên vi phạm quy định về an toàn lao động vệ sinh lao động về an toàn ở nơi đông người trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một trong các điểm AB và C khoản 3 điều 295 bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung 2017 nếu không được ngăn chặn kịp thời thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La, từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 4, trên địa bàn tỉnh xuất hiện những trận rông lốc, mưa đá diện rộng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Mưa đá xảy ra tại 5 huyện gồm Phù Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Vân Hồ. Thiên tai làm trị, GTN sinh năm 1988, xã Triềng Khong, huyện Sông Mã bị xét đánh tử vong, ba người ở hai huyện Quỳnh Nhai và Bắc Yên bị thương. Bên cạnh đó, rông lốc, mưa đá còn làm hư hỏng hơn 4.750 nhà ở của người dân tại các huyện Vân Hồ, Phủ Yên, Bắc Yên, Thuận Châu, Mường La, Quỳnh Nhai. 21 điểm trường trên địa bàn huyện Phủ Yên, hệ thống điện ở các huyện Phủ Yên, Bắc Yên. Ngoài ra, thiên tai còn gây thiệt hại hơn 149 hecta lúa ở huyện Phù Yên, trên 153 hecta hoa màu tại hai huyện Vân Hồ, Phù Yên bị hư hỏng. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng hơn 54,5 tỷ đồng. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện tiếp tục chỉ đạo, ra soát, triển khai công tác cảnh báo, tuyên truyền tới người dân về phòng chống thiên tai. Mới đây, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề để xem xét quyết định một số nội dung chuyên đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bãi nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, bãi nhiệm chức vụ chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đối với ông Lê Duy Thành do vi phạm pháp luật, bị bắt tạm giam Bên cạnh đó, thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại kỳ họp diễn ra ngày 25 tháng 4, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc có mặt đã biểu quyết chấp thuận cho ông Đinh Ngọc Khoa thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh do chuyển công tác. Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan, ông Lê Duy Thành và ông Phạm Hoàng Anh. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 3, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan. Căn cứ lời khai của các bị can, cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 bị can, trong đó bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng bị bắt và khởi tố về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 Bộ luật hình sự. Đến hôm 27 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tội nhận hối lộ. Qua điều tra ban đầu, C03 xác định ông Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu, hậu pháo, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn để tạo điều kiện cho tập đoàn này thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Phạm Hoàng Anh là lãnh đạo thứ ba của tỉnh Vĩnh Phúc bị bắt trong tháng 3 do liên quan hậu pháo. Mới đây, đại tá Trần Tuấn Anh chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi xác nhận Lực lượng chức năng đã đưa bốn thi thể trong vụ xà lan bị chìm trên biển Lý Sơn về cảng Dung Quất, Quảng Ngãi. Theo cơ quan chức năng, danh tính bốn nạn nhân trên gồm: Trần Minh Phúc, 51 tuổi, quê Quảng Ngãi; võ Như Song, 51 tuổi, quê Tiền Giang; Đặng Văn Ước, 57 tuổi và Đặng Văn Nhung, 40 tuổi, cùng quê Long An. Trong đó, ông Phúc là người lái máy đào đi trên chuyến tàu kéo xà lan để ra công trình thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình. Điều bất ngờ là bốn nạn nhân thiệt mạng đều không có tên trong danh sách thuyền viên lúc xuất bến. Theo danh sách thuyền viên được đơn vị thuê tàu trình báo với cơ quan chức năng trước khi xuất bến tại cảng Kỳ Hà, Quảng Nam, có 5 người, gồm ông Võ Tấn Khương, Võ Văn Nhiều và Bùi Minh Trí, tỉnh Quảng Ngãi, Phạm Văn Hiệp, Đặng Minh Phương, tỉnh Long An. Theo ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ Hàng Hải, tỉnh Quảng Ngãi, khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan chức năng đã tìm cách liên lạc với 5 người có tên trong danh sách thuyền viên đăng ký xuất bến tuy nhiên đến giờ vẫn chưa thể liên lạc được. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Minh Linh, chủ tàu kéo và xà lan cho biết chỉ thuê ông Phạm Văn Hiệp làm thuyền trưởng. Việc ông Hiệp gọi thêm bao nhiêu người làm việc trên tàu, đơn vị này không nắm rõ. Trao đổi với ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, cho biết cơ quan chức năng đang tích cực triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn. Ông Lương cũng xác nhận cả bốn thi thể tìm được đều không có tên trong danh sách thuyền viên khai báo khi xuất bến tại cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam. Do đó, lực lượng tìm kiếm dự đoán có thể có đến 9 người đi trên chiếc tàu kéo cặp nạn. Ông Võ Minh Thông, 64 tuổi, chú huyện Lý Sơn cho biết, trong danh sách thuyền viên đi trên tàu kéo và xà lan bị chìm, có 3 người ở đảo Lý Sơn. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích, khiến bà con nơi đây không khỏi bất an. Ông Thông chia sẻ, bà con vẫn chạy ra cầu tàu Lý Sơn để nghe ngóng thông tin tìm kiếm và cầu mong phép màu xảy ra. Mới đây, lãnh đạo phòng tổ chức hành chính trường Đại học Sư phạm Đại học Huế cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ đơn thư của nhóm cựu học viên tố cáo một số hành vi không chuẩn mực của tiến sĩ LMH, giảng viên của trường. Cụ thể, vào ngày 23 tháng 4, trường nhận được đơn tố cáo về những hành vi trụy lạc, thiếu chuẩn mực của tiến sĩ LMH. Ngày 24 tháng 4, sau khi nhận được đơn tố cáo, trường đã mời ông H lên để xác minh, lắng nghe, trao đổi về sự việc. Hiện nay, quá trình làm rõ đơn tố cáo vẫn đang được tiến hành từng bước, đặc biệt là về việc xác minh hình ảnh và clip liên quan đến đơn tố cáo. Nội dung trong đơn tố cáo tiến sĩ LMH có 3 nội dung. Thứ nhất, những cựu học viên tố cáo tiến sĩ LMH trong quá trình giảng dạy có hành vi vòi vĩnh học viên chi tiền. Thứ hai, bắt học viên đưa đến những quán karaoke có tính đổi trụy. Thứ ba, kèm theo đơn tố cáo là những hình ảnh không lành mạnh của tiến sĩ LMH. Các học viên đề nghị Đại học Huế xác minh, giải quyết và có hình thức xử lý đối với hành vi không lành mạnh của vị tiến sĩ này. Cùng đơn thư tố cáo thì nhóm cựu học viên trường còn gửi kèm một số hình ảnh vị tiến sĩ có hành vi trụy lạc, không mảnh vải trên người trong quán karaoke. Lãnh đạo phòng tổ chức hành chính trường Đại học Sư Phạm Huế nói, quan điểm của trường là không bao che và sẽ xử lý dứt điểm, sai phạm đến đâu xử lý đến đó. Hiện công tác xác minh đang được phòng tổ chức hành chính khẩn trương tiến hành. Vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố, thực hiện khám xét với 6 bị can trong vụ việc liên quan công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn, gọi tắt là tập đoàn Phúc Sơn. Những người này gồm Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc, Chu Quốc Hải, Nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Hoàng Văn Niệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính cùng bị bắt về tội nhận hối lộ, Cao Đại Nghĩa, Phó trưởng Phòng giá, Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường bị bắt về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định. Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đinh Thị Thu Hương, trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, tri cục quản lý đất đai, sở tài nguyên và môi trường và Nguyễn Ngọc Huy, giám đốc công ty thẩm định giá Nam Hà. Trước đó, hồi cuối tháng 2, C03 cũng đã khởi tố bắt tạm giam 6 người vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch hội đồng quản trị, Nguyễn Thị Hằng, Phó giám đốc, Đỗ Thị Mai, kế toán trưởng, Hoàng Thị Tuyết Hạnh, kế toán viên tập đoàn Phúc Sơn, Trần Hữu Định, giám đốc công ty cổ phần đầu tư Nam Á Group, Nguyễn Hồng Sơn, lao động tự do cùng về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Những bị can này bị khởi tố vì đã có các hành vi giả mạo, khai man để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho nhà nước phạm vào khoản 3, điều 221 Bộ luật hình sự năm 2015. Đến ngày mùng 7 tháng 3, C03 tiếp tục khởi tố bắt tạm giam 9 bị can, gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Lê Duy Thành, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, ông Cao Khoa, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Đặng Văn Minh, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi bị khởi tố cùng về tội nhận hối lộ. C03 cũng khởi tố bắt tạm giam ông Hà Hoàng Việt Phương, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp, cựu phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Phạm Ngọc Thủy, phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải, cựu trưởng phòng kỹ thuật và chất lượng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Lê Quốc Đạt, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, cựu trưởng phòng quản lý đầu tư Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ngãi. Ông Phạm Ngọc Cương, phó tổng giám đốc tập đoàn Phúc Sơn, cùng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Đặng Trung Hoành bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Vào ngày 27 tháng 3, C03 khởi tố bắt tạm giam ông Lê Viết Chữ, cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi và ông Phạm Hoàng Anh, phó bí thư thường trực tỉnh ủy Vĩnh Phúc cùng về tội nhận hối lộ. Liên quan vụ án tập đoàn Phúc Sơn, đến nay đã có 23 bị can bị khởi tố, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao tại các địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi. Cơ quan chức năng cũng thu hồi được 55 tỷ đồng và 1,6 triệu đô la Mỹ do các bị can nộp lại. Sau 2 ngày xét xử và nghị án, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên án sơ thẩm đối với ba cha con ông Trần Quý Thanh trong vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Quý Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù, nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng. Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo thực hiện giao dịch dân sự cho 4 bị hại vay tiền là không trái pháp luật. Tuy nhiên, để đảm bảo việc vay tiền và lãi phát sinh, các bị cáo đã thỏa thuận ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản, quyền sử dụng đất, cổ phần công ty dự án. Đây là các hợp đồng giả tạo trái pháp luật mà sau khi đứng tên trên các giấy tờ hợp pháp từ các người bị hại, người vay tiền thì các bị cáo nảy sinh ý định chiếm đoạt nên đã dùng thủ đoạn gian dối, nại ra lý do để từ chối thanh toán, làm cho bên vay không thể nhận lại tài sản. Từ đó, các bị cáo đã chiếm phần giá trị tài sản tranh lệch so với số tiền gốc mà bị hại đã vay. Hội đồng xét xử xác định các bị cáo đã chiếm đoạt của 4 bị hại tổng số tiền 1.048 tỷ đồng. Trong đó, bị cáo Thanh có vai trò chính, chịu trách nhiệm toàn bộ giá trị tài sản chiếm đoạt. Bị cáo Phương là đồng phạm giúp sức, làm theo chỉ đạo của bố, phải chịu trách nhiệm hơn 350 tỷ đồng chiếm đoạt của bốn bị hại. Bị cáo Bích với vai trò đồng phạm giúp sức làm theo chỉ đạo của bố, phải chịu trách nhiệm giá trị tài sản chiếm đoạt bị hại Đặng Thị Kim Oanh hơn 600 tỷ đồng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, vì vụ lợi cá nhân mà xâm phạm đến tài sản của người khác. Các bị cáo biết rõ hành vi sẽ bị pháp luật trừng phạt nhưng vẫn phạm tội bị cáo Trần Quý Thanh, Uyên Phương có tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên. Về tình tiết giảm nhẹ, các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu tác động người thân nộp hơn 183 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo Thanh là người già trên 70 tuổi, hai bị cáo Phương và Bích là đồng phạm giúp sức hạn chế, làm theo sự chỉ đạo của bố là bị cáo Thanh. Trên thực tế, các bị cáo chỉ mới chiếm được quyền tài sản trên giấy tờ và các tài sản này vẫn đang do bị hại quản lý, sử dụng. Các bị cáo là người trực tiếp sáng lập, điều hành hoạt động công ty Tân Hiệp Phát, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội, tạo công an việc làm cho người lao động, nhận được nhiều bằng khen, huân chương. Do các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt đối với các bị cáo, cần thiết cách ly bị cáo Thanh và Phương một thời gian để gian đe. Bị cáo Bích không có tình tiết tăng nặng nên hội đồng xét xử xem nhẹ cho hưởng án treo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Hội đồng xét xử nhận định căn cứ hồ sơ vụ án, các chứng cứ tài liệu tại tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. Trên chợ mạng gần đây liên tục xuất hiện các bài đăng thu mua xác ve sầu với giá tiền triệu, đắt nhất lên đến 2,2 triệu đồng 1 kg, các bài viết đều nhấn mạnh có bao nhiêu xác ve sầu, thương lái cũng sẽ thu mua bấy nhiêu. Hà Văn Tê Cao Bằng, một người chuyên thu mua sắc ve sầu cho biết, chỉ cần có hàng gửi xe khách về Cao Bằng là Tê nhận thu mua hết. Hà Văn Tê hướng dẫn, vì sắc ve sầu chia ra làm 4 đến 5 loại khác nhau với giá mua cũng khác nhau, nên các anh đi thu sắc ve sầu về thì nhớ chia riêng ra, loại to sẽ được mua với giá tiền cao, đắt nhất là loại sắc to, chiều dài khoảng 3 cm màu đậm với giá thu mua là 2,2 triệu đồng 1 kg loại nhỏ hơn, nhạt mỏng hơn thì giá rẻ hơn. Để chính xác nhất, khi gom được xác ve sầu hãy chụp ảnh lại từng loại gửi qua cho tôi, tôi sẽ báo giá. Chị Tòng thị Tê Mai Sơn Sơn La cho biết, mỗi năm chị thu mua được 4 đến 5 tạ xác ve sầu để bán cho thương lái Trung Quốc, họ mua 7 đến 8 năm nay rồi. Mới đầu nghe họ nói mua xác ve sầu tôi cũng không tin, cứ nghĩ là họ trêu đùa vì xác ve nhẹ như bông, biết bao giờ mới nhặt đủ 1 kg để bán. Sau này mới biết họ mua thật, giá lại còn cao, thấp nhất là 400-500.000 đồng 1 kg, cao nhất là hơn 2 triệu đồng 1 kg. Từng đi nhặt xác ve sầu để bán hơn 5 năm qua, anh Thanh, chú tại xã Trường Rông, Mai Sơn Sơn La cho biết, những loại xác ve sầu tại địa phương, giá cao nhất anh bán được là 1,2 triệu đồng 1 kg. Theo anh Thanh, xác ve sầu có nhiều nhất ở nương cà phê và bơ. Người dân thường chỉ bắt ve sầu non để bán với giá vài trăm nghìn đồng 1 kg sắc ve sầu sau khi lột còn vương lại trên thân cây, lá cây và mặt đất nhưng ít người nhặt vì biết bao giờ mới gom đủ 1kg. Anh Thanh cho biết thêm, trước đây thương lái thu mua sắc ve sầu với giá chỉ 300.000 đồng một kg Những năm gần đây, giá thu mua loại hàng này lại ngày một cao, bây giờ đã lên đến hơn 2 triệu đồng một kg anh thành giải thích xác ve sầu được gọi là thuyền thoái hay thuyền xác là một loại dược liệu trong đông y có nhiều tác dụng đối với sức khỏe y tế như thanh nhiệt phong trần giải kinh tiêu viêm do đó người xưa đã dùng xác ve sầu để làm ra rất nhiều bài thuốc cho đến ngày nay vẫn còn được lưu truyền trong dân gian theo bà DH, một thương lái thu mua xác ve sầu ở khu vực huyện Ngọc Hồi, Con Tum. Ve sầu có hai loại, một loại xác mỏng có màu đỏ tươi, một loại xác dày có màu tối sậm hơn. Loại xác mỏng giá thấp hơn loại xác dày. Giá xác ve cũng dao động từ 800.000 đến 1 triệu đồng một kg. Từ nhiều ngày qua, bà DH tìm mua xác ve sầu rồi bán lại cho thương lái Trung Quốc để có đủ hàng bán cho thương lái nước ngoài. Những thương lái ở Con Tum không ngại mua từ một lạng cho đến vài tạ, bao nhiêu cũng mua, không giới hạn khối lượng. Không chỉ bà LS mà còn rất nhiều thương lái khác đang lùng mua sắc ve sầu với giá giao động từ 700.000 đồng 1 kg đến 2 triệu đồng 1 kg. Càng ngày giá của loại mặt hàng này càng được đẩy lên cao đến chóng mặt, thậm chí có nhiều người còn bỏ giờ công việc làm nông để tìm gom sắc ve sầu. Theo ông Nguyễn Thanh Nghi, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Ngọc Hồi, huyện đã nắm được thông tin thương lái trên địa bàn thu mua xác về sầu. Lãnh đạo huyện đã chỉ đạo các xã kiểm tra, giả soát lại tình trạng thương lái thu mua xác về sầu. Huyện cũng yêu cầu các xã tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, động cơ mục đích của thương lái trong việc thu mua xác về sầu là gì. Trên cơ sở báo cáo của các xã huyện sẽ có những chỉ đạo khuyến cáo cụ thể. Liên quan đến phản ánh thầy giáo bị tố quấy rối nữ sinh tại trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Đặng Minh Thông đã ký văn bản chỉ đạo xác minh làm rõ và xử lý vụ việc trên. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục Đào tạo khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung vụ việc, đồng thời tổ chức xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm quan điểm xử lý chức điểm không né tránh, không bao che và không làm đối phó. Cùng đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, Công an tỉnh chủ động phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với hành vi vi phạm pháp luật. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo chứng chỉnh toàn diện trong toàn ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh, bảo đảm công tác giáo dục đạo đức lối sống trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả các hành vi bạo lực, xâm hại đối với học sinh trong các cơ sở giáo dục. Theo báo cáo ban đầu của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sau khi nhận được phản ánh về sự việc thầy giáo HVM, bí thư đoàn giáo viên thể dục của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn có hành vi thiếu chuẩn mực với nữ sinh lớp 11, nhà trường đã phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố Vũng Tàu sở tiến hành xác minh từ ban đầu và làm việc cùng các bên liên quan theo quy trình. Tuy nhiên, đây là một vấn đề nhạy cảm người có đơn thư phản ánh giáo viên có hành vi thiếu chuẩn mực nhưng không cung cấp được minh chứng do đó nhà trường và sở không có cơ sở để xác minh. Từ đó sở giáo dục đào tạo kiến nghị sự hỗ trợ vào cuộc của các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh làm rõ sự việc. Như đã đưa tin trước đó, mạng xã hội xôn xao trước đơn kêu cứu của bà DTT 54 tuổi trú thành phố Vũng Tàu phản ánh việc con gái đang học lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn bị thầy giáo HPM quấy rối. Theo đơn trình bày, sự việc được con gái bà T kể lại xảy ra khoảng 3 tuần trước. Khi đó, thầy M gọi con gái bà đến hội trường A tại trường và có nhiều hành động thiếu chuẩn mực. Tuy nhiên, qua làm việc với ban giám hiệu trường, các cơ quan chức năng và phụ huynh, thầy giáo M khẳng định không có hành vi thiếu chuẩn mực đối với nữ sinh. Theo đó, ông Bùi Thế Dũng, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang cho biết, Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Tiên đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi đảng ông NDC, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến. Ông C trước đó bị phụ huynh tố cáo quan hệ với em Y dẫn đến em mang thai. Ông Dũng nói, ông C đã vi phạm đạo đức nhà giáo, làm mất uy tín cá nhân và tập thể trường trung học phổ thông Nguyễn Thần Hiến. Chúng tôi đã họp chi bộ cho quyết định khai trừ khỏi đảng với ông C, sắp tới đơn vị sẽ xử lý về mặt chính quyền cho tương xứng với hình thức bên đảng. Ngoài ra, ông C đã thống nhất với gia đình em Y sẽ sinh con ra, sau đó sẽ đưa đi xét nghiệm ADN, nếu là con của ông C thì ông này sẽ có trách nhiệm, còn ai nuôi thì do hai bên tự thỏa thuận. Từ đây đến khi xét nghiệm, các chi phí được ông C lo cho nữ sinh y đến khi sinh con. Theo ông Dũng, ông C hiện tại vẫn còn trong quá trình đình chỉ công tác để phục vụ việc điều tra của công an thành phố Hà Tiên. Ông Dũng nói thêm, trường có quy tắc ứng xử của giáo viên về đạo đức nhà giáo và đã được nhắc nhở rất nhiều nhưng vẫn có giáo viên vi phạm. Ông C có vợ con nhưng sau câu chuyện này thì tình nghĩa vợ chồng đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Trước đó, vào tháng 2, mạng xã hội lan truyền lá đơn của bà Trần Thị S, 51 tuổi, thành phố Hà Tiên, phụ huynh của em k tố con gái bà bị thầy giáo C rụ rỗ, rủ đi nhà nghỉ quan hệ nhiều lần dẫn đến mang thai. Trong đơn tố cáo, bà S nêu rõ ông C đã nhiều lần điện thoại rủ con gái bà đi uống cà phê trò chuyện. Ngày 20 tháng 7 năm 2023, ông C gọi Y đến nhà nghỉ rồi nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ. Ngày 30 tháng 1, thấy con gái có nhiều biểu hiện bất thường. Bà S được con đi xét nghiệm mới phát hiện con có thai hơn 26 tuần. Mới đây mạng xã hội lan truyền hai đoạn video, một video dài 8 giây và một video dài 18 giây, trong đó video 8 giây ghi lại cảnh cháu mẫu giáo bị cô giáo mặc áo đen ép vào góc tường, dùng vật gì đó tác động vào đầu rồi dùng tay có thêm tác động vào mặt cháu. Cháu trai trong clip sợ hãi khóc lớn dùng tay che mặt. Trong video 18 giây ghi lại, cô giáo này có động thái đè cháu xuống sàn, sau đó ngồi lên người cháu và liên tục nhét thức ăn vào miệng khiến cháu này khóc lớn. Trong clip, nữ giáo viên nói với cháu há miệng ra và nhắc có ăn đàng hoàng không. Sự việc diễn ra trong bối cảnh có nhiều cháu mầm non khác có mặt trong lớp và được một người dùng điện thoại ghi lại. Qua xác minh, vụ việc xảy ra tại lớp mẫu giáo Tý Bò nằm trên đường Linh Đông, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Trong sáng ngày 24 tháng 4, Công an Phường Linh Đông và các đơn vị đã đến lớp mẫu giáo này để lấy lời khai của những người có liên quan và trích xuất dữ liệu camera. Liên quan đến vụ việc trên, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Linh Đông cho biết, sáng nay Phường đã mời chủ cơ sở này lên làm việc. Hiện Phường đang làm báo cáo gửi về thành phố để đình chỉ hoạt động của cơ sở này. Phía công an cũng đã vào cuộc điều tra. Bà Loan cho biết thêm, vụ việc xảy ra vào ngày 11 tháng 4, cháu trai trong vụ việc cũng đang được đưa đi giám định thương tích. Phía Ủy ban Nhân dân phường sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Phía phòng giáo dục đào tạo thành phố Thủ Đức cho biết cũng đã nắm được thông tin vụ việc, đã đề nghị công an thành phố Thủ Đức vào cuộc xác minh xử lý. Mới đây, Thượng tá Trần Long Khánh, trưởng công an thành phố Phan Thiết Bình Thuận cho biết đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Thái Văn Trường, 32 tuổi, Kẻ xịt hơi cay cướp tiệm vàng, sau màn đấu trí nghẹt thở để truy bắt. Theo công an tỉnh Bình Thuận, vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 18 tháng 4 tại tiệm vàng Mỹ Hoa Kim, thành phố Phan Thiết. Lúc này, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi mặc áo sơ mi màu xanh dương nhạt, đi xe Vision màu nâu, biển số thành phố Hồ Chí Minh, khi chủ tiệm đưa vàng ra để chọn, nam thanh niên bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào người chủ tiệm, cướp đi khoảng 2,09 lượng trị giá khoảng 154 triệu đồng, rồi chạy xe máy tẩu thoát. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an thành phố Phan Thiết, chia thành 5 tổ công tác triển khai truy xét vụ cướp tiệm vàng liên tục trong 18 giờ. Thời điểm xảy ra vụ cướp, camera xung quanh ghi lại hình ảnh tên cướp trên đường lẫn trốn có chất lượng kém mờ nhạt và chứng cứ quan trọng duy nhất là biển số xe mô tô 59Y1-18891 hoặc 59Y1-18691. Ban chuyên án quyết định đột phá từ hình ảnh biển số xe này bằng phương pháp loại trừ truy xét trên diện rộng. Đến 1 giờ sáng ngày 19 tháng 4, biển số xe tên cướp sử dụng được xác định chính xác là 59Y19891, phù hợp với loại xe vi sinh. Tuy nhiên, chiếc xe này đã bán sang tay qua 4 đời chủ và 3 giờ 30 phút rạng sáng cùng ngày, điểm cuối mà tên cướp thuê xe mới được nhận diện. Từ thời điểm này, cuộc truy đuổi nghẹt thở nhiều lúc rơi vào ngõ cục khi mất dấu tên cướp tại khu vực phường Phú Tài thành phố Phan Thiết, tên cướp sử dụng sim chết, gọi một lần rồi bẻ, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án vẫn xác định tên cướp đã rời khỏi Bình Thuận. Tên cướp đã liên tục thay đổi quần áo, thay đổi tuyến đường để cắt đuôi lực lượng truy bắt. Tối 18 tháng 4, sau khi lên xe khách từ Phan Thiết đi Gia Lai, tên cướp bất ngờ xuống xe và đón xe khách quay trở lại Phan Thiết và vừa đặt chân xuống Phan Thiết, lập tức đón xe đến thành phố Hồ Chí Minh chỉ 10 phút sau khi đến thành phố Hồ Chí Minh, tên cướp đón xe quay ngược về thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương vào một chung cư cao cấp. Sau đó rất nhanh, tên cướp này di chuyển đến một trung tâm thương mại và đến 7 giờ ngày 19 tháng 4 có mặt tại một quán cà phê và 30 phút sau đến một công ty khá lớn trên địa bàn phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An. Đến 13 giờ ngày 19 tháng 4, ban chuyên án đã xác định được tên, tuổi, nhân thân và địa điểm mà tên cướp đã mang 5 chỉ vàng đến bán trước đó. Tuy nhiên, phải chờ đến 17 giờ sau khi đã khớp lệnh chứng cứ, các trinh sát hình sự đã lặng lẽ tiếp cận tên cướp ngay tại bàn làm việc trước sự ngỡ ngàng của nghi phạm cùng hàng chục đồng nghiệp trong công ty. Khi bị khóa tay bằng công số 8, nghe các trinh sát hỏi Thái Văn Trường biết bị bắt vì tội gì không? Tên cướp chỉ cúi mặt buồn bã, nói gọn lỏn, Tôi cướp tiền vàng ở Phan Thiết. Các anh đã nhanh hơn tôi một nhịp. Xác minh nhanh về nhân thân, trường đang làm nhân viên kinh doanh một công ty trên địa bàn phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trường từng là sinh viên một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành quản trị doanh nghiệp và đang cư trú tại một chung cư cao cấp thuộc khu phố Tây, phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.